Có nên cho trẻ học ngoại ngữ sớm? Đây là từ khóa được các bậc phụ huynh có con nhỏ rất quan tâm. Chỉ trong 0,55 giây đã cho ra khoảng 7.810.000 kết quả tìm kiếm. Có thể nói, học ngoại ngữ, đặc biệt là học tiếng Anh, hiện đang là một trong những kỹ năng quan trọng mà các ông bố bà mẹ Việt đều mong muốn trang bị cho con mình. Thế nhưng, tại sao phụ huynh lại phải đặt câu hỏi, có nên cho con học sớm? Sớm là mấy tuổi? Tại sao phụ huynh lại phải đắn đo nên hay không? Mỗi đứa trẻ nó có một cái năng lực khác nhau. Nếu mà một đứa trẻ ở đây nó đang bị rối loạn ngôn ngữ rồi, hoặc là các con đang có biểu hiện chậm nói rồi, học ngoại ngữ sẽ càng làm cho tình huống trở nên là tệ hơn. Nhưng mà nếu mà những cái đứa trẻ bản chất của các con ấy là có cái năng lực cao, hay là cái gọi là những cái trí thông minh nó vượt trội, các con có cái năng lực tư duy và sử dụng cái ngôn ngữ nó có thể là cao hơn các bạn khác của nhóm tuổi, thì đây là những cái giai đoạn mà bố mẹ cần phải đầu tư để giúp cho con có thêm các cái tiềm năng. Những cái nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng là ở trong cái giai đoạn từ 2 đến 5 tuổi, nếu mà càng hình thành cho con thật nhiều bộ cốt thì con có khả năng là có thể phát triển được cái năng lực tư duy ở khi lớn lên là càng cao. Theo các nghiên cứu thuộc Đại học Harvard, Mỹ, việc học ngoại ngữ từ sớm có thể giúp trẻ có trí tuệ linh hoạt hơn. Các phân tích nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cũng như các loại cơ, bộ não sẽ hoạt động tốt hơn khi liên tục vận động. Việc học ngôn ngữ liên quan đến khả năng ghi nhớ các quy tắc và từ vựng sẽ giúp tăng cường các cơ thần kinh ở trẻ. Ở trên thực tế thì chúng ta nhìn thấy là những cái bạn nào mà học một cái chương trình dưới dạng là song ngữ thì bao giờ ấy, bạn cũng có vẻ là nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Đơn giản nó chỉ là như thế này thôi, là bộ não của chúng ta cùng một lúc là chạy hai hệ cốt. Khi mà hoạt động và chạy hai hệ cốt ấy, thì về mức độ tiêu hao về mặt năng lượng hoặc là tư duy ấy, bao giờ nó cũng sẽ lớn hơn. Và nó sẽ tăng cường, nó giúp cho cái hoạt động là nhìn nhận một vấn đề từ nhiều cái góc nhìn, kể cả là cái góc độ tư duy của các cái nền văn hóa khác nhau nữa, nó tích hợp vào, dẫn đến là con cái của chúng ta sẽ có năng lực tư duy phản biện tốt hơn. Vì là nhiều phần não của các con là được kích hoạt cùng một lúc để nhìn nhận về một cái vấn đề. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý đối với cả các bậc bố mẹ là một khi mà con đã không đủ năng lực, con đã không thích, mà chúng ta cứ bắt ép con học vì đây cái này là nó là cần, nó sẽ giúp cho con thành công ấy, thì điều đó có lẽ là lợi bất cập hại.